Xin chào bà con, xin chào các bạn. Hiện tại chúng ta ăn uống thì đôi khi thì những cái thức ăn chúng ta đưa vào cơ thể thì cũng không phù hợp lắm với cơ thể chúng ta. Rồi chúng ta thường xuyên uống rượu bia nè, đúng không? Một số chất mà gọi là kích thích gây cho cơ thể chúng ta rất là khó chịu. Thì trong thời gian qua thì có một số bạn yêu cầu Lâm làm ra một số cái bài thuốc trị bệnh gan. Thì Lâm cũng đã làm rồi. Nhưng mà vấn đề hôm nay thì Lâm muốn làm một cái video này chia sẻ đến bà con một cái cách mà chúng ta trị bệnh gan rẻ tiền ha. Thứ nhất là rẻ tiền nè, bà con có thể tìm thấy được những cái loại cây như thế này ở trong vườn nhà của mình luôn ha. Bà con khỏi phải tốn tiền, khỏi phải tốn thời gian đi tìm hay là đi mua các loại dược liệu mà đôi khi bà con sử dụng nó lại không có hiệu quả. Vậy thì trước tiên Lâm muốn mang đến cho bà con một cái bài thuốc hay là một cái loại cây giúp bà con trị bệnh nè, tăng men gan nè, xơ gan nè. Rồi cái loại cây này nó còn có khả năng là giúp cho bà con tăng cái chức năng gan lên, đúng không? Tăng chức năng gan lên thì các cái bệnh nó sẽ không viêm nhiễm vào cái gan chúng ta được. Rồi bây giờ xin mời bà con nha. Vậy thì đây là một trong những nhân vật chính trong cái bài chia sẻ hôm nay. Cây này thì một số vùng gọi là cây màng màng ha, bà con nhìn thấy kỹ nha. Cây này là cây hoa tím đó, đúng không? Cây hoa tím. Nó còn một loại nữa đó là hoa trắng đó. Thì chúng ta có hai loại. Trong bài chia sẻ hôm nay thì Lâm chỉ dùng cái cây hoa tím này, tại vì cây hoa tím hay là cây hoa trắng thì tác dụng nó cũng như nhau. Bộ phận dùng thì chúng ta dùng toàn bộ cái cây luôn, thân rễ ha, kể cả rễ luôn chúng ta dùng được. Còn nếu như bà con mà giống như chúng ta muốn tiện thì chúng ta bỏ phần rễ đi ha. Thì đây là trái của nó đó bà con, đó, trái của nó. Ở trong trái của nó thì nó như thế này. Thì Lâm tách ra cho bà con xem nha. Đây nó có những cái hạt nhỏ như thế này nè, đó. Khi nó chín thì cái hạt này nó màu đen nha bà con ha. Nó chín thì cái hạt nó màu đen đó. Vậy thì cây này nó có tên gọi là cây màng màng, đúng không? Còn ở vùng của Lâm thì gọi là cây mần ri ha, cây mần ri tím đó. Nó có hai loại, mần ri trắng và mần ri tím. Vậy thì cây này là một trong những cái nguyên liệu chính để chúng ta làm ra cái bài thuốc trị bệnh gan ha, đặc biệt là gan bị nhiễm mỡ đó, gan bị nhiễm mỡ rồi xơ gan điều trị khỏi, đúng không? Viêm gan trị anh này trong vòng khoảng 3-5 ngày thôi, bà con sẽ có kết quả đấy. Nhưng mà đặc biệt Lâm chú ý bà con nè, cái loại cây này nó có một cái tính cay cay nha ha, tính cay cay, cho nên bà con sử dụng bài thuốc này đôi khi cũng hơi khó uống đó ha, ráng uống giùm Lâm ha. Nếu như người nào bệnh gan ha, đang bệnh gan dùng những cái loại cây như thế này thì hiệu quả rất là cao đó. Rồi bây giờ thì cái bài thuốc của chúng ta thì gồm có: khi bà con bị bệnh ví dụ như gan nhiễm mỡ, viêm gan, xơ gan, đúng không, bà con sử dụng cho Lâm là cái loại này, cây mần ri này. Sau khi bà con đã thu hoạch được về, bà con rửa sạch sẽ đi, rửa sạch sẽ xong bà con xắt đoạn đoạn ra, bà con đem phơi khô cho Lâm ha, phơi khô bảo quản. Chúng ta dùng nguyên liệu khô, thì cái nguyên liệu khô ở đây bà con dùng cho Lâm là 50g khô của cây mần ri tím này, 50g khô ha. Bà con kết hợp cho Lâm là 30g cây diệp hai châu cũng dạng khô luôn, tất cả nguyên liệu của chúng ta đều ở dạng khô hết đó. 30g diệp hạ châu ở dạng khô. Rồi 6g mật nhân, 6g cái rễ của cây mật nhân. Và vừa qua thì Lâm cũng đã chia sẻ về cái tác dụng trị bệnh của cái cây mật nhân vừa rồi đó ha. Bà con chắc cũng biết cây đó, cây mật nhân hay là cây báo bệnh đó. Bà con dùng cho Lâm là 6g rễ ha, 6g rễ ở dạng khô. Rồi tất cả cái nguyên liệu này nè, chúng ta đem đi, chúng ta cho vào cái ấm nấu thuốc ha. Bà con cho vào đó 1,5 lít nước. Rồi bà con tiến hành đun bếp nè, bật bếp đun lửa vừa vừa thôi, cho đến khi nước nó sắc cạn lại á, còn là 1 lít nước. Thì bà con chia ra mà 2 lần uống trong ngày cho Lâm ha, thì cũng hơi nhiều đó. 1 lít mà uống 2 lần thì cũng hơi nhiều đấy. Nếu như người nào uống cố gắng mà uống không được á, thì có thể chia 3 lần uống trong ngày cho Lâm ha, nhưng mà tốt nhất là uống 2 lần. Vậy thì cái bài thuốc này nó sẽ giúp cho bà con trị được cái bệnh nè, gan nhiễm mỡ nè, viêm gan và kể cả xơ gan luôn.
trong vòng khoảng chừng 3-5 ngày thì bà con sẽ kiểm chứng được cái tác dụng của nó. Nhưng mà cái vấn đề ở đây á, thì bà con phải dùng cho Lâm đến khoảng 7-10 ngày đi, rồi bà con đi kiểm tra lại ha, coi bệnh gan mình tiến triển tới đâu. Lâm hứa nó sẽ giúp cho bà con trị bệnh gan rất là tuyệt đối đó. Rồi, cái đó là cách thứ nhất nha bà con. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến cách thứ hai. Vậy thì ở đây á, trong bài chia sẻ này Lâm cũng hướng dẫn cho bà con phân biệt cái diệp hạ châu là như thế nào, chúng ta sử dụng diệp hạ châu là như thế nào cho đúng ha. Rồi, bây giờ xin mời bà con nha. Vậy thì ở đây chúng ta đây, ở đây chúng ta cũng có một cái diệp hạ châu, đúng không? Cái diệp hạ châu này á, nó là thân nó màu đỏ và lá nó cũng màu đỏ luôn, đúng không? Cái này cũng được gọi là diệp hạ châu, nhưng mà diệp hạ châu thân đỏ. Đây, còn cái cây mà chúng ta để làm bài thuốc á, thì cây là như thế này. Còn thân màu xanh ha, lá nhỏ. Đó. Bà con thấy chưa? Đó. Nó còn một loại nữa, loại lá lớn đó, loại lá lớn nó thưa lắm, bà con không nên sử dụng loại đó. Còn cái bài thuốc hôm nay chúng ta sử dụng á, là cây diệp hạ châu lá nhỏ như thế này. Đó, cây này là tác dụng cao nhất trong diệp hạ châu. Đó. Cây lá đỏ này nó vẫn thua cây lá xanh này. Cây lá xanh này thì tác dụng nó cao nhất, cho nên á là muốn bà con phân biệt được cái cây diệp hạ châu mà chúng ta chọn làm bài thuốc ha. Rồi, đó là cách phân biệt cây diệp hạ châu. Chúng ta dùng diệp hạ châu làm bài thuốc thì dùng cây này. Đó, dùng cây này. Đó, bà con chú ý nha. Cây này người ta gọi là cây chó đẻ răng cưa đó bà con ha. Rồi. Vậy thì cái bài thuốc mà trị viêm gan, sơ gan hay gan nhiễm mỡ từ cây diệp hạ châu và cây mần ri. Đúng không? Cây mần ri đây. Đó. Thì bà con đã biết được cái cách thứ nhất rồi. Bây giờ cách thứ hai á, thì bà con dùng cho Lâm là 100g cây mần ri này ha, 100g cây mần ri này cũng ở dạng khô nha bà con. Và 70g cây thu lù cạnh. Cây thu lù cạnh á thì Lâm cũng đã chia sẻ rồi. Thì cây thu lù cạnh nó có tên là cây lồng đèn. Thì bà con sử dụng cái dạng cây thu lù cạnh á, cũng dạng khô luôn, mà con sử dụng cho Lâm là 70g ha, 70g. Rồi. Kế tiếp á, thì chúng ta lại sử dụng cái ong này. Ong này á thì 50g. Ông này thì 50g ha. Diệp hạ châu, chó đẻ răng cưa, loại cây xanh như thế này mà lá nhỏ. Rồi, bà con sử dụng cho Lâm là 50g. Rồi, sau khi chúng ta đã có được tất cả ba nguyên liệu rồi thì bà con sẽ cho vào cái ấm nấu thuốc, bà con đổ vào đó là 2 lít nước, đúng không? Thì chúng ta bật bếp, chúng ta nấu với cái lượng lửa vừa vừa thôi. Khi mà bắt đầu nó sôi á, bà con có thể là giảm nhỏ lửa lại một tí. Đó. Sau đó thì bà con đun lửa lên khoảng 10 đến 15 phút. Thì khi nó sôi bà con hạ nhỏ lửa là đúng không? Đun sôi là khoảng 10 đến 15 phút. Rồi bà con tắt bếp. Bà con lấy cái lượng nước đó, bà con chia ra, bà con dùng hàng ngày. Dùng hàng ngày thay nước dùng mình luôn. Thì cái biện pháp này á, ngoài cái việc nó giúp cho bà con trị được cái bệnh viêm gan nè, gan nhiễm mỡ hay là sơ gan rất hiệu quả trong vòng 7 đến 10 ngày thôi. Nhưng mà cái vấn đề còn lại á, thì chi phí của bà con so với những cái loại thuốc khác thì rất là thấp, đúng không? Những cái cây này nè, nếu như vùng nào mọc á thì nó rất là nhiều, tại vì bà con thấy không, những cái trái nó rất là nhiều đây. Làm có thể quay cho bà con xem này. Đây, những cái trái nó như thế này. Thì khi mà nó chín rồi á, nó nở ra rất là nhiều. Đây, nhà Lâm thì hồi lúc trước thì cũng ít lắm, nhưng mà bây giờ rất là nhiều. Đây, con thấy đúng không? Đó. Bây giờ trái nó có lượng trái nó như thế này thì rất là nhiều đó. Còn cái anh diệp hạ châu này thì anh cũng trái rất là nhiều đó. Đó, bà con thấy trái không? Cho nên á, nếu như bà con có tìm được cái nguyên liệu, nhà mình không có đúng không, tìm được nguyên liệu thì bà con cứ tiến hành đem một vài cây về nhà mình trồng, sau đó thì nó rất là nhiều đó, chúng ta giữ làm thuốc luôn. Rễ mật nhân thì không phải nơi nào cũng có đúng không bà con, cho nên Lâm sẽ có cách thứ hai. Cái thù lù cạnh thì nói chung nó cũng hơi hiếm, nhưng mà cái vấn đề là chúng ta có thể thay đổi đúng không, thù lù cạnh và cái rễ mặt nhân. Rồi, vậy thì ở đây Lâm có hai bài thuốc giúp cho bà con trị được hầu hết là các bệnh về gan cho bà con, đúng không? Vậy thì nếu như hàng ngày mà bà con cái gan của mình nó không phải bị bệnh, nhưng mà chúng ta muốn tăng chức năng gan, rồi chúng ta muốn gọi là hạ cái men gan xuống. Đây là những cái bệnh gọi là đầu tiên của cái bệnh gan thôi. Thì chúng ta sử dụng nó lại liều lượng nhẹ hơn. Bà con sử dụng cho Lâm cái loại cây màng màng này, hay cây màng ri này, màng ri tím này đúng không? Màng ri tím thì màng ri trắng thì cũng như nhau thôi, đúng không bà con? Bà con sử dụng cho Lâm 50g khô ha, 50g khô cái loại này. Đó. 50g khô cái loại này. Bà con
nấu với 1,5 lít nước. À, nấu cạn lại còn 800 ml bà con chia ra, bà con dùng 2-3 lần trong ngày. Thì chỉ cần một cái loại nguyên liệu chính là cái măng ri này thôi thì bà con cũng đã làm được cái việc là hạ men gan nè, rồi tăng chức năng cho gan đó, nó giải độc cho gan rất là tốt. Đó, giải độc cho gan thì người nào bị bệnh gan thì nó thường xuyên nổi mụn nhọt ngứa ngáy khắp cơ thể, thì chúng ta dùng cái biện pháp một loại thôi, 50g khô nấu nước 1,5 lít còn 800 ml chia ra 2-3 lần dùng trong ngày, rất là tiện cho bà con đúng không. À, một cái nguyên liệu rất là gọi rất là rẻ tiền đúng không bà con, ở ngoài đồng ngoài xá hay là ngoài khu vườn của chúng ta nó sẽ mọc như thế này đó. Nhưng mà cái vấn đề còn lại á, nếu mà chúng ta áp dụng đúng cách á, thì nó sẽ được rất là nhiều, hầu như nó giải quyết tất cả các vấn đề liên quan về gan của chúng ta. Gan của chúng ta thì hiện tại chúng ta thường xuyên uống rượu bia nè, rồi ăn những cái thức ăn nó gây kích ứng, ví dụ nóng nảy trong cơ thể, tiêu ớt hay là một số cái loại thực phẩm mà chúng ta đưa vào cơ thể nó lại gây cho gan chúng ta nó có những cái bất lợi đúng không. Vậy thì cái việc dùng thực phẩm thì đôi khi chúng ta không có cưỡng lại được, nhưng mà cái việc chúng ta dùng những cái biện pháp hỗ trợ để giúp cho cơ thể chúng ta, đặc biệt là giúp cho gan chúng ta nó khỏe, thì Lâm nghĩ rất là cần thiết. Và một số bạn yêu cầu thì Lâm thấy đây là một cái yêu cầu chính đáng, cho nên Lâm cố tình ha, Lâm cố tình luôn, Lâm chia sẻ lại cái bài thuốc này. Mong rằng bà con mình có được những cái cách chăm sóc sức khỏe mình tốt hơn. Rồi, đó đúng không? Bà con thấy nó mọc rất là tươi tốt, nó rất là non nha bà con ha. Bà con nhìn thấy hình chắc cũng biết rồi, nó rất là non, nó dễ mọc lắm. Rồi, vậy thì trong cái bài chia sẻ này thì Lâm đã cố gắng mang đến cho bà con được rất là nhiều những cái tác dụng từ cái cây màng màng hay cây mần ri tím này ha. Mong là bà con sẽ áp dụng, Lâm tin chắc rằng nó sẽ có cái kết quả rất là cao đó. Vậy thì bạn nào chưa đăng ký kênh của Lâm thì cố gắng đăng ký ha, đăng ký để nhận được những cái video mới nhất từ kênh của Lâm ha. Lâm luôn luôn muốn mang đến những cái bài thuốc nó gần gũi và nó tốn tiền cho bà con như thế này nè. Mong rằng bà con mình sẽ có được cơ hội sử dụng những cái loại cây này làm bài thuốc. Nó rất là nhiều. Số ở nơi nào mà nó đã mọc rồi thì gần như là nó sẽ mọc lại nữa. Tại vì cái trái của nó, những cái trái của nó khi nó chín nó nở ra thì rất là nhiều. Rồi, đó. Bây giờ thì xin cảm ơn bà con đã dành thời gian theo dõi hết cái video của Lâm. Lâm mong rằng bà con sẽ luôn luôn có những cái đóng góp hay về cách xây dựng kênh này, hoặc là cách trình bày bài thuốc, hay là một số các cách khác nữa. Lâm xin kính chúc sức khỏe bà con ha. Chúc bà con hạnh phúc nè, sức khỏe nè, rồi làm ăn phát tài. Đó. Bây giờ thì Lâm xin phép bà con, xin phép các bạn, Lâm kết thúc video đây. Rồi, xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.